Nhà này đang bảng bán 420 nè. Để vô coi như thế nào nha. Cửa vô. Cô này khác nhà kia liền ha, thấy rộng rãi. Nhà này nó nhìn nhỏ bên ngoài nhưng mà bên trong nó vô rộng. Tại vì nó không có lầu. Này phòng khách nè. Này phòng ăn. Ô, phòng ăn nó liền này. Đây có một phòng hả? Nó phải là master, nó phải làm vậy. Nó làm vậy nó mới đẹp. Restroom. Cha, phòng này bự nè. Này ngon lành. Đây có một phòng nữa nè. Này cái gì đây? Cha. Này đi ra ngoài. Này master luôn ha. Master sao cái phòng này lại nó thông ra cái phòng này ngộ ghê không? Cái này là cái gì vậy? Đó. Này là phòng hay là cái gì? Này thông ra này rồi nó thông ra cái này. Này có một concept á. Không dám đâu, cái này nó đi thông ra cái gì đó mà. Ra nhà nó làm nó hay sao chứ cái phòng này là nó làm thêm phòng này ra. Cái này đi ra ngoài nè, ra ngoài hồ bơi nè. Master bed nè. Ồ, tấm một tấm đứng nữa nè. Một tấm đứng, một tấm nằm, massage. Này quán mô đất basement. Wow, dưới đây có cái bàn quầy bar nè. Đi ra. Trish. Này dữ nè.
Rồi dưới này nè. Down, down basement. Nè. Đây có phòng tập gym hả chơi? Wow. It has a PlayStation. Rồi chú tình hết coi. Three. Đây có một cái red room nữa. Ở đây có quầy bar hay sao? Wow. Pool table. One room here. Oh, one room here. Rồi xoay hết coi. Xoay hết mà nói không? You want be boxing? No. Đi coi hồ bơi em Tree. Chết tình. Đi coi hồ bơi không? Ủa dưới này dữ luôn nè. Dưới này dữ luôn á. Này cái gì? Ờ có cái bàn quầy ba nè. Ừ. Đây mình cũng làm cái chén ở rửa tay nó cũng hay nha. Đây có phòng thôi. Mohamed Ali nè. Đây làm cái hệ thống âm thanh nó cũng hay ha nè. Nó dễ thôi, nó hay thôi gì đâu. Con hồ bơi chưa? Rồi. Ok, Tree, lên con hồ bơi không? Chết tình. Đường nào ra hồ bơi đâu Tree? Chị cốc xuống dưới coi dưới chưa? Xong rồi, coi rồi. Trời ơi, quá trời bự dưới luôn á. Đây. Đóng lại nha Tree. Ủa? Hồ bơi chỗ nào? Đâu? Xí. Ủa, ra hai xe luôn nè. Where? Maybe over there. Nè, đường này không? Đường này bị khóa rồi.
Đường này đâu có đường ra hồ bơi đâu. Đường bên kia, chỗ chó đó, cái hồ bơi. Chỗ vô của chó kìa. Nhà này nhiều người coi. Quá trời. Thằng này tới 4.000 mấy square feet. Nó bự. Còn nó bự bằng cái nhà nhà mua hộp á. Đâu? Là tại vì nó mở cái nhà mua hộp là trần nó cao. Cũng nhà mình nó mở rồi mở cửa ra coi, mở cửa ra. Đó. Bên này mở sao đây? Nó mà coi, mở. Rồi, ok. Đó. Rồi đi ra coi. Wow, nào bơi nè. Ngày này đến đây bán 420 á.